Rồi, thầy chào các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô phần thứ hai là phần đòn căn bản. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho tụi con bốn đòn. Đòn thứ nhất là hai tay nắm hai tay từ phía trước. Rồi, đòn thứ hai là mình sẽ là khi bị đối phương ôm từ phía trước có tay. Các bạn nhớ có tay là ôm hết tay đối phương ha. Rồi, đòn thứ ba bị đối phương ôm nhưng mà không tay cũng là từ phía trước luôn. Và đòn cuối cùng là mình sẽ ôm từ bị đối phương ôm từ phía sau cũng không có tay luôn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô đòn đầu tiên. Rồi các bạn nhớ lưu ý trong quá trình mình tập là mình chỉ tập với bạn mình ha, và sử dụng chủ yếu là để khi bị đối thủ bất ngờ tấn công mình thì mình mới sử dụng chứ không có sử dụng với bạn của mình ha. Rồi đòn đầu tiên, khi bị đối phương nắm hai tay từ phía trước. Rồi việc đầu tiên của mình là các bạn nhớ là mình không có nôn nóng cũng như là không có smarty giữa cái sự bình tĩnh của mình, thả lỏng tự nhiên ha, để cho đối phương nó không nắm chặt tay mình. Rồi động tác đầu tiên các bạn hơi nắm nhẹ cái tay của mình lại, nắm hờ tay lại. Rồi động tác thứ hai các bạn xoay cổ tay vào phía bên trong của mình, hai tay xoay vào nhau. Rồi ở động tác này làm cho đối phương tay đối phương không còn nắm chặt tay của mình nữa. Động tác tiếp theo các bạn xòe cạnh tay trái của mình ra, chém vào cạnh tay phải của đối phương. Rồi ở động tác này mình sẽ tiếp tục chuyển cái tay ra phải của mình thành chém luôn bạn. Các bạn có thể chém ngay chỗ ngực của đối phương hay là chém ngay mặt của đối phương đều được hết. Rồi bây giờ thầy sẽ làm động tác chậm lại một lần các bạn nha. Rồi các bạn nắm tay từ phía trước, một các bạn xoay cổ tay vào trong này, đồng thời hơi giật nhẹ lên ha. Rồi xòe cạnh tay phải của mình ra, xin lỗi xòe cạnh tay trái của mình, chém vào tay phải. Rồi sau đó các bạn chuyển tay phải của mình thành chém luôn vào phía trước ngực luôn không. Rồi đó là đòn thứ nhất. Rồi đòn thứ hai, khi bị đối phương ôm của mình, ôm mình từ phía trước có tay. Rồi việc đầu tiên là mình cũng không mất sự bình tĩnh đó các bạn ha. Rồi chùng chân xuống, động tác thứ nhất chùng chân để làm cho tay đối phương không còn nắm chặt ôm chặt mình nữa. Động tác thứ hai các bạn lùi chân phải về sau, đồng thời bắt chéo hai tay gạt ngang. Động tác số 3 các bạn lật ngửa tay lại, chém hai tay vào hông đối phương. Động tác thứ tư chụp hông đối phương kéo về bên gối. Rồi ở động tác này ha, thầy lưu ý các bạn từ đầu rồi mình không có đùa giỡn, tại sao khi mà mình lên gối mạnh quá thì sẽ làm cho đối phương bạn của mình bị đau bụng luôn các bạn ha. Rồi bây giờ thầy sẽ làm chậm lại nha. Rồi đối phương ôm mình ha, một các bạn chùng hai chân, hai các bạn lùi chân phải của mình ra sau. Rồi bắt chéo hai tay, đồng thời bắt chéo hai tay gạt ngang. Rồi lật ngửa cái tay của mình lại này, chém hai tay đối hai vào hông. Rồi xoay hông chụp hông của đối phương lại, kéo về lên gối. Và nhớ là cái gì mà một chút là thầy hướng dẫn các bạn động tác cuối sao hết. Rồi đó là mình đã kết thúc động tác thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua động tác thứ ba, ôm trước không tay. Rồi ở động tác ôm trước không tay này các bạn sẽ đánh như thế này cho thầy, mình sẽ đưa hai tay lên cao. Các bạn nhớ đưa hai tay lên cao và chắp tay vào nhau ha. Mình sẽ ngồi mạnh xuống dưới để cho tụt tay đó luôn. Ở động tác này mình chỉ như làm như vậy thôi, và sau đó là mình sẽ tìm đến sự giúp đỡ của người lớn các bạn ha. Rồi thầy làm lại một lần nữa nha. Rồi một các bạn đưa tay lên cao, rồi các bạn ngồi mạnh xuống dưới. Rồi thoát thân ra, mình không có còn bị đối phương ôm nữa, sau đó là mình sẽ đi tìm người thân hỗ trợ cho mình. Rồi động tác cuối cùng ôm từ phía sau các bạn ha. Rồi các bạn nhớ là ôm từ phía sau là đối phương nó sẽ không có ôm tay mình, và tay mình còn ở bên ngoài có thể là tấn công đối phương ngược lại được. Rồi động tác này các bạn sẽ đánh chỏ bên phải trước một. Khi mình đánh chỏ bên phải đối phương này một đòn, cảm giác đối phương vẫn chưa đau thì mình đánh thêm một đòn nữa, và thêm một đòn nữa. Rồi một đòn nữa các bạn ha. Rồi như này là thầy nghĩ là các bạn đánh như vậy là đối phương nó cũng đã hết chịu được rồi đó. Rồi bây giờ thầy sẽ làm chậm lại các bạn ha. Rồi khi bị đối phương ôm từ phía sau, một mình đánh chỏ phải trước, hai